Xin được gửi lời chào buổi tối đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đức Quốc Trần Channel. Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đức Quốc Trần Channel đang có mặt ở tại thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình, một tỉnh của duyên hải miền Trung. Và khi chúng ta đến với thành phố Đồng Hới, một thành phố xinh đẹp được mang tên với thành phố Hoa Hồng bên cạnh dòng sông Nhật Lệ, thì nếu quý vị các bạn có một lần đến đây thì xin các bạn cùng đồng hành với những người dân ở đây bằng một chuyến xe điện để chúng ta dạo City Tour, dạo thành phố Đồng Hới về đêm, để thấy được những cái cuộc sống, những cái niềm vui và cảnh đẹp của thành phố Đồng Hới như thế nào. Ngay bây giờ Đức Quốc Trần Channel mời toàn thể về các bạn cùng dạo một vòng với Đức Quốc Trần Channel. Chúng ta sẽ đi xe điện để tham quan một vòng City Tour của thành phố Đồng Hới Quảng Bình nhé. Ok, let's go. Rồi bây giờ chúng ta cùng lên xe điện nhé. Một chiếc xe điện đây thì có tùy theo loại chỗ, có 7 chỗ, có 10 chỗ, có 12 chỗ. Và đây bác Tài rất là dễ thương. Đây tài xế xe điện của tại thành phố Đồng Hới. Xe điện với Quảng Bình. Rồi Quảng Bình quê hương ta. Quảng Bình xin cảm ơn, đại diện Quảng Bình xin cảm ơn mọi người. Rồi nào là cùng lên xe điện nhé. Rồi mời bác Tài, okay, cháu Tài. Okay. Anh. Rồi let's go nhá. Đồng Hới về đêm nha. Đó, Đồng Hới bên này này. 27, là 27, 27 được. Ở ngoài này lạnh hơn ở trong mình ha. Trong mình buổi tối đâu lạnh dữ vậy đâu. Ừ. Tối nay mình mát, mát rồi, đây lạnh rồi. Dưới mình mưa xuống còn nóng mà. Đang ở khách sạn đây nó gần đây tính khách sạn. Mà thời gian dịch anh nghỉ nhiều không? Nghỉ nhiều. Dạ. Mưa. Ở Sài Gòn bữa nay mưa ngập đường luôn. Đây, bên tay trái mình đó là những cái nhà hàng nổi đó. Nhà hàng nổi dưới dòng sông Nhật Lệ. À, xin giới thiệu với đoàn, đây là di tích của thời chính Nguyễn Văn Thanh. Là ở đây ngày xưa là cái tuyến phòng thủ của cụ Lũy Thầy. Yeah. Người ta để lại đây là một cái làm cái tấm bia để mà đây di tích của Lũy Thầy đây. Cụ đầu Duy Từ đây. Ông ơi tự ta cũng rất nhiều người nó giỏi. Đây là cầu Nhật Lệ. Rồi sông Nhật Lệ để mình hướng dẫn các bạn là đây là sông Nhật Lệ được hòa quyện bởi sông Tiền Giang quê của đại tướng Võ Nguyên Giáp và sông Long Đại hòa quyện vào nhau và tạo ra đủ là biển mà chảy ra sông Nhật Lệ luôn chảy ra biển. Dạ. Tức là hai cái dòng sông đó nhập lại. Đó nhập lại. Dạ. Yeah. Đủ là biển. Nhập lại tạo thành cái dòng sông Nhật Lệ đổ ra biển. Biển. À. Yeah. Long Đại, Long Đại với Kiến Giang quê của bạc Giáp. Dạ. Yeah. Long Đại và Kiến Giang ha. Nhập lại đó. Rồi có cái bài hát là anh đưa em về thăm quê anh xứ Lê Thủy là quê của bài đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy. Dạ. Yeah. Tên là Nhật Lệ anh có cái gốc gì không anh? Không có đấy. Yeah. Nhất là buổi ngày mà Lê là cầm tên là Nhật Bắc. Dạ. Yeah. À, bây giờ ai hỏi câu đó phạt. Nhật là ban ngày, lệ là nước mắt. Có thể như khi buổi sáng nắng nó chiếu xuống cái dòng này là nó lung linh y như là giọt nước mắt vậy đó. Long lanh vậy đó. À. Sáng giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó say xe quá. Ôi lạnh quá. Phải nói như thế này tỉnh táo. Vậy luôn hả? Trời. Dậy từ 2 giờ sáng rồi.
Đây. Đây là khu hải sản về đêm. Đúng rồi, hải sản ven biển. Ven sông chứ. Hồi trước em đi tại đây nó có cái dê Nhật Lệ á. Bây giờ nó dời đâu rồi? Dê thế này lấy được gần sàn luôn. Dạ. Đây là phủ đi bộ đây. Phủ đi bộ. À. Phủ đi bộ của hải đường. Phố đi bộ nhưng mà sao dịch rồi chưa mở lại. Chị Mi mở lại đó. À. Vừa là mở lại đó. Dạ, phố đi bộ. Ngay dưới cầu đó gọi gì? Cầu. Gọi là cầu Hải Thành. Dạ Hải Thành. Dạ. Phố đi bộ ngay chỗ cầu Hải Thành ha. Cầu Hải Thành. Đi đường Phan Bội Châu và đường Long Hải. Dạ. Trước lại quán Nhật Lệ đó. Dê Nhật Lệ đó ăn với lại sáng ngày cái ăn sáng miếng lương đó. Bên kia. Là đường Phan Bội Châu. Vậy là cái giờ cái quán Dê Nhật Lệ cũng dời về cái trường Pháp luôn. Không, đường năm đường là Lên Thanh Đông á. Vậy hả? Nên nó mới chỗ cái sàn đi tới kia là để phòng. Tức là Mường Thanh đi tới tí ha. Đi tới có cái đường như là để phòng. Dạ. Lên khoảng 500 mét là có cái đường như thế. Dạ. Quán đó quá ok. Nó nổi tiếng. Đó, nè đây có phố ẩm thực nè. Còn đây là chính giới thiệu với đoàn, đây là nhà thơ Tam Tòa. À, cái này là ngày xưa Hàng Mặc Tử sinh ra ở đây này. Khi ông mấy một tuổi. Cái này nhớ rồi. Rồi, đến đó. Đó, đến đó. Đó. Đây là di tích nhà thờ Tam Tòa đó. Đúng rồi. Vì bố mẹ của Hàng Mặc Tử cũng người Công giáo. Còn cái tháp chuông, năm chiến tranh đi bom nó phá rồi. Là... Dạ. Dạ. Nhưng năm chiến tranh là có bao đồ ở đây đâu. À còn có khỏi cái tháp thôi. Dấu tích còn sót lại. Rồi tiếp tục hành trình. Mấy đứa có biết mẹ suốt không? Dạ, tôi nghe mẹ suốt chưa? À, mẹ suốt là treo đo, là mẹ suốt là quê ở Bảo Ninh. Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh, trang trang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Thì là Minh Ca cho mấy bạn nghe một đoạn là thơ của Tổ Hiểu. Quá hay. Quá câu đẳng. Dạ, dạ. Tí nữa qua làng Bảo Ninh, bác Tài sẽ ca cho mình một đoạn về mẹ suốt. Răng chi răng rửa mẹ ra. Giọng ở dân ca bên Thị Thiên ở đây. Đó. Đúng giọng của Quảng Bình. Ở đây ngày xưa gọi là Bình Thị Thiên, chứ bữa đi chỉ là ba tỉnh là Quảng, yeah. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đó. Ngày xưa là Bình Thị Thiên. Yeah. Bình Thị Thiên khỏi lửa. Bác Tài, đi qua đi lại đó. Nhưng mà nó mà có nhiều ba mẹ ăn không, nhưng mà lấy tiêu biểu tấm gương là của mẹ suốt. Nhà thơ tuổi. Là mẹ suốt đi qua đi đâu thôi chứ đâu làm gì đâu. Đây bây giờ chúng ta sẽ qua cầu Nhật Lệ nha. Là quê của mẹ suốt đến đây. Đây mình qua quê của mẹ suốt. À tí tí cũng qua cầu đó. Trời luôn. Cầu đó là cầu gì đó? Cầu dài. Cầu Nhật Lệ 2 nha. Rồi. Dạ. Lắng nghe. Lắng nghe mẹ kể ngày xưa trang trang cồn cát mà nắng trưa Quảng Bình. Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh mặn mắm sóng biển lặn dần mãn sớm chiều nước xuống chiều lên sớm chiều nước xuống chiều lên cực thân chờ thuở mới lên chín người lớn đi ở bốn cửa người 12 năm lẻ một thời
một thời xuân qua. Lấy chồng thì khổ con ra, tám lần để mấy lần xa. Tội tình nghĩ mà thương mẹ cha xin, thương chồng con lại thương mình, thương mình xót xa. Bấy giờ sông nước về ta, bấy giờ sông nước về ta, đi khơi đi lòng thuyền ra, thuyền vào bấy giờ biển rộng trời cao, cả tôm cùng sướng và lòng nào, lòng nào mà chẳng chuẩn. Có ta có thai tuyệt vời, tuyệt vời. Đó là một cái bài ca phổ thơ và nói về những cuộc đời của mẹ suốt đó. À. Còn có điểm cho nữa, tao đằng tao đứng nữa. Đấy, bây giờ mình qua khu vực của mẹ rồi đấy, Bảo Ninh rồi đấy. Thì ở nơi đây là mình ra đây là ra biển, biển Nhật Lệ. Nãy giờ là mình ở bên sông thôi. Cái này là bãi biển đấy, bãi tắm đấy, cũng bãi tắm. Mình đi cầu Nhật Lệ hay đi đường Võ Nguyên Giáp, đường này là xây dựng thành phố tương lai đẹp lắm. Ồ. Đây nè, đây đang xây dựng quá dữ nè. Quá. Chắc đi luôn được ạ. Dạ. Đây là quảng trường. Em ơi, lên cơ như lê anh. Được trải nghiệm ở đoạn đường có thể nói là đẹp nhất ở Quảng Bình, đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đây. Đường rồng, đường rồng. Đấy, có những con rồng. Dạ, yeah, đường rồng ha. Đường đó, đường rồng đây, rồng đây. Đường có mấy cái cây người ta tạo. Trồng cây đẹp quá nè. Giống chất rồng. Để thấy tôi là sao? Rồng. Rồng này là đồng lộn đó, thấy không? Đồng trong sáng. Ủa vậy là có rồng trong tối nữa hả? Trời ơi. Ghê thật. Thank you.
resort 5 sao. À. Hải Đăng hả? Có bên đây à, đây là Gold Coast. Resort and Spa. Có một đại quý mở hả? Hay sao? À, à, người tỉnh Quảng Bình mở. Nói chung là lẻ ra. Lẻ ra là mình ở cái resort 5 sao này. À, dạ. Nhưng mà chẳng ra là bên đây buồn quá. À, ở kia. Chỉ có cái lẻ chứ chẳng mình ở hai cái resort khác nhau. Không bên kia nó bo nó làm như mà giống như hồi mình đi Vĩnh Hy nè. Cho Vĩnh Hy á, chứ phải cho cái khung nó cho đi sao. Đây con đường này là coi như là cái con đường của các resort. Đây là một cái resort của quân khu 4 mới vừa khánh thành này. Vi Tân Hotel and Resort. Di chuyển lên cầu Nhật Lệ 2 ha. Nguyên một cái đại công trình đang xây dựng quá dữ dằn. Đó là mấy khu ở xung trường Trường Thịnh đó hả? Hai bên đây á là bên phố nhậu về đêm á. Wow.
biển xanh khoáng khoáng hò khoáng sông tươi bốn mùa bốn mang tiếng hò khoáng lệ thủy. Lệ thủy là quê Bắc Trà tiếng đấy. Dạ, lệ thủy Quảng Bình quê ta ơi đó. Quá tuyệt vời. Vòng trở lại ha, chúng ta qua đây là cầu dài đây. Quá thật tưởng nữa. Cái này có cái chỗ chúng có nữa. Đây, những cái nhà hàng dưới sông đây, nhà hàng nổi đây. Không, cá sa lá nằm đây, bên dưới Vinh Quang đó. Kìa, đi hết Vinh Quang mà để Vinh Quang đầu tiên, hiểu không? Vinh Quang mà của Vinh Quang mà bán đẹp đấy. Đấy, đắp này, đắp này cho Vinh Quang. Ờ, Vinh Quang mà để Vinh Quang bán đấy. Lên kia. Cá sa lá này. Trước mắt mình là có cái quảng Bình Quan. Dạ. Chạy ngang thôi, chạy ngang thôi. Đây, ngắm quảng Bình Quan về đêm đây. Về lại chợ Đồng Hới, Hới về đêm ra tượng mẹ sốt. Tượng đài mẹ sốt về đêm. Về đêm
quá thanh bình, quá đẹp. Đây là mình đang đi với khu vực gọi là cây ba gốc nha. Mấy cây này ban ngày chỉ có một gốc thôi, tối thì đọc một thêm hai gốc nữa bên cạnh. Cây ba gốc. Đó, thấy không? Thấy cây một trong hai gốc đó không? Thì ở chị ơi, cũng rứa hả? Đấy. Tối nay có ai muốn làm gốc cây không? Mày đây mày.